1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay chị và các em sẽ cùng làm nàng công chúa Phượng Hoàng bằng giấy tập siêu dễ thương này. Cách vẽ thì rất là đơn giản, cách chơi thì còn đơn giản hơn. Và những bộ đồ mặc vô thì lại quá xinh đẹp. Các bạn hãy cùng lấy giấy tập ra và cùng bắt đầu làm với chị nha. Đây, từng bộ đồ đều rất xinh xắn, đang chờ các bạn thực hiện nè. Nào, cùng bay vào giấc mơ chim công. Lộn, giấc mơ Phượng Hoàng nha. Rồi, các bạn thấy chưa? Trời ơi, giấc mơ Phượng Hoàng rẻ ơi là rẻ luôn, chỉ bằng một tờ giấy tập và một ít bút màu thôi. Đó, ngày hôm nay là thật sự luôn nha. Chúng ta sẽ tạo nên một kiệt tác luôn á. Cứ vẽ theo chị, nhìn theo từng ô rồi các bạn sẽ vẽ nha. Chúng ta sẽ vẽ phần hai cái cọng tóc mà nó rơi xuống trước. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ cặp mắt. Nhớ là cặp mắt nó phải xếp lên nó mới giống Phượng Hoàng nha các bạn. Mắt mà to tròn thì nó đẹp, nhưng mà nó sẽ giống như là những nàng công chúa bình thường. Còn mắt của công chúa Phượng Hoàng là nó phải hơi xếp lên, cái kiểu như là nó kêu xa mà quý phái, mà nó hơi lạnh lùng đó nha. Đó, một chút nữa tô màu lên thì các bạn sẽ thấy rất là đẹp luôn. Đó, đây, lông mi ha, rồi lông mày nè, lông mày cong và dài nha. Đó, Phượng Hoàng là tượng trưng cho cái gì là nó đẹp, đẹp nhất luôn á. Thật ra là vẽ cái này học cũng hơi bị áp lực nha các bạn. Bởi vì chị sợ là nó không có ra được Phượng Hoàng, nó không có xinh đẹp như Phượng Hoàng thì nó sẽ rất là kỳ luôn. Đó, cho nên là từng nét vẽ chị vẽ rất là cẩn thận và rất là từ từ luôn. Cho nên là các bạn cũng sẽ dễ vẽ lắm, cứ nhìn theo chị như vậy là vẽ được nha. Đây là chị đang vẽ cái phần tóc thắt bím ở phía trên á. Bởi vì Phượng Hoàng khi mà là phiên bản công chúa thì tóc tai cũng phải điệu đà, cũng phải xinh đẹp chứ đúng không? Chứ bình thường chị thấy người ta biểu diễn mà chim Phượng Hoàng hay là múa Phượng Hoàng, múa chim công á, người ta cứ làm tóc bới lên một cục thôi. Nhưng mà ở đây thì chị lại thích vẽ cho nó cái kiểu như là công chúa một chút, tóc tai cũng phải cầu kỳ một chút xíu nha. Còn dáng người thì hôm nay chị sẽ vẽ rất là nhiều đồ cho công chúa chim công. Ấy là công chúa Phượng Hoàng. Thật ra là con Phượng Hoàng nó là con chim công đó, có bạn nào biết không? Nên cho nên nó là cứ nói là con chim công riết rồi quen cái miệng luôn á. Mà chị rất là thích chim công luôn, đặc biệt vô sở thú á là trời ơi, coi mấy cái bà công mà nó phải xè cái đuôi ra đó, hết sảy luôn nha. Không biết là các bạn thấy được bao nhiêu màu rồi. Chị thì chị đi để coi hồi lúc mà đi sở thú ở dưới Thảo Cầm Viên ở dưới thành phố đó, thì thấy được con công màu xanh nè. Rồi đi Đại Nam, về sau này ở Đại Nam là chị thấy có con chim công màu trắng. Trời ơi, nó xòe đuôi ra nó đẹp, mà cái đuôi nó dài nha, nó xòe ra đẹp ơi là đẹp luôn. Và ngày hôm nay chị sẽ vẽ con chim công màu hồng. Màu hồng là chị ít thấy lắm, cho nên là ngày hôm nay chị sẽ vẽ. Và công chúa Phượng Hoàng này nó sao ta, cái kiểu giống như là chị nói giống hồ ly tinh thì nó hơi kỳ nha. Cái kiểu như các bạn thấy mà phim mà hồ ly tinh á, mà cái bà hồ ly tinh bà có 9 cái đuôi ở phía sau đúng không? Thì ở đây chị đang vẽ là chị Phượng Hoàng này là chỉ có cái đuôi ở phía sau luôn. Nó giống như là con Phượng Hoàng thật vậy đó. Nó có xè đuôi ra như thế này nè. Nhìn cho nó hoành tráng nha. Đó, vì đây là vừa là tiên mà vừa là công chúa luôn các bạn. Đó, phiên bản vừa tiên vừa công chúa siêu đẹp luôn. Châu chuốt từng cọng lông luôn nè các bạn thấy không? Chị hướng dẫn vẽ là cực kỳ kỹ luôn á. Từng cọng lông một, cho nên nó là bạn nào mà chỉ cần tỉ mỉ một chút xíu là có thể vẽ được liền nha. Và nó cũng dễ thôi. Đó, ở phía trên là răng cưa như cái lá, ở phía dưới mình làm bầu tròn. Rồi ở trong nó cũng sẽ có bầu tròn, tiếp theo mình mới vẽ những cái cọng lông nè. Đó, chứ còn mới vô mà vẽ bằng những cái lông nó xòe xòe như thế này thì chắc là các bạn sẽ cảm thấy rất là khó. Nhưng mà yên tâm đi, cầm bút lên lấy viết chì ha. Dễ không quen bút lông thì lấy viết chì, rồi vẽ từ nét với chị. Trời ơi, đảm bảo sẽ đẹp và được mọi người khen nha. Cái này là chị vẽ cũng rất là lâu luôn. Bởi vì cái phần này nó thấy không, từng xíu một. Nếu như mà mình lười biếng thì mình vẽ nó sẽ không có đẹp đâu các bạn. Bởi vì nó không có thể hiện ra được là những cái sợi lông của chim công đồ kiểu vậy đó. Cho nên là các bạn nhớ nha, phải siêng năng một chút xíu. Rồi, đây, phần tóc nè ha, uốn cong lên giống như là phần lông ở phía trên người của con chim công á. Nó cà cong đẹp lắm luôn á. Nói chung toàn thể con chim công nha, phần lông cũng đẹp mà phần gì cũng đẹp hết trơn á. Rồi, nhìn cái đuôi như vậy thì tưởng là chắc cô này là cô kiểu như là người đi múa đó các bạn, kiểu như là diễn viên múa chim công vậy đó. Rồi đeo cái đầu con chim công lên trên nè, cái mão, cái vương miệng đó. Đó, thì chị cũng sẽ làm luôn. Đó, để khi mà cô ta đi ra bên ngoài đường người ta chỉ nghĩ đâu là cô ta là một cái vũ công bình thường, nhưng mà thật sự luôn lại là một cái nàng tiên, một nàng công chúa rất là xinh đẹp luôn ha. Đây, mình đính thêm những cái vàng vàng rồi ha. Và đặc biệt đó. Các bạn nhớ không, chim công nó có những cái gì á, cái này gọi là cái mồng. Nhưng mà nó đẹp lắm luôn đó nha. Đó, cong như vậy. Và dĩ nhiên là công chúa thì phải có trang sức, cho nên là chị sẽ vẽ thêm trang sức vô, giày vô. Rồi, tiếp theo là cái này. Đó,
Cái này chị sẽ không nói nha. Đó, các bạn đoán xem là chị vẽ cái gì. À, cái này là cái gì? Một hồi nữa ở cuối video á thì các bạn sẽ biết đây là cái gì nha. Còn bây giờ thì chị sẽ không nói. Nhưng mà chị đoán là sẽ có một số bạn nghĩ rằng nó hơi giống đôi giày đúng không? Nhưng mà hãy đợi đấy, xem có phải là đôi giày không hay là một cái gì đó thì xem ở cuối video để chị mặc đồ cho cái bạn công chúa này thì chúng ta sẽ biết ha. Còn đây, trời ơi, nó cũng giống như cái lông con công vậy đó các bạn. Nhưng mà đây là phiên bản túi xách nha. Vừa có đính hạt nè, vừa có lông công kiểu như tòng ten vậy đó. Rất là xinh luôn á, thiệt luôn, cái túi này ở bên ngoài á. Mà có là cũng đẹp lắm. Chị thật ra là chị thích cái gì là chị hay vẽ vô các bạn. Chị thích có cái túi giống vậy cái chị vẽ lên. Chị thích có một cái váy mà ở phần sau đuôi xòe như lông công vậy cái chị vẽ vô. Trời ơi, bởi vì nhiều khi á, vẽ rất là thư giãn luôn nha. Kiểu như là sao ta, mình được tha hồ tưởng tượng, thỏa sức luôn. Kiểu như cái gì mà mình không có, mà mình chưa thấy á, mình có quyền vẽ hết luôn các bạn. Đó, bởi vì đây là một bộ môn rất là sáng tạo mà nha. Đó, không cần là phải ở ngoài là các bạn thấy là à có ai mặc cái đó rồi, hoặc là phải thấy như thế nào rồi. Chúng ta có quyền sáng tạo thoải mái luôn. Đó, muốn vẽ sao vẽ, xin miễn thấy đẹp là được. Đó, vì đây là giấc mơ mà, vì đây là tưởng tượng của chúng ta, tha hồ sáng tạo nha. Đây, đó, chị sẽ vẽ giống như là phần dưới là lông công đúng không? Phần trên này mình sẽ vẽ những cái giống như là sợi lông nó mọc đan qua đan lại. Nhưng mà cái này là phiên bản đầm dạ hội. Đó, phiên bản đầm dạ hội nha. Vẽ phần đan đó trước, xong rồi phía dưới này á, mình làm cho nó lơi ra nha. Kiểu như ở chính giữa đó thì nó đang chằn qua chằn lại nhiều thiệt nhiều. Ở phía dưới này thì nó lơi ra các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, ở dưới là những cái lông công to thì các bạn để ý đi, con chim hay con gà hay con vịt hay con gì hết trơn. Cái phần đuôi á thì cọng lông của nó dài và đẹp đúng không? Còn cái phần ở trên thì cái lông nó nhỏ như vậy á, cho nên chị vẽ vài ba cọng lông nhỏ ở trên để tượng trưng nha. Còn tiếp theo là bộ đồ là thứ ba. Đó, bộ đồ này á nhìn vô á họ tưởng đâu lá cây đúng không? Phải đâu là lông chim. Đó, những cái hoa văn của cái lông chim công. Là phượng hoàng. Trời ơi sao chị không sang một chút xíu nào hết? Người ta nói là phượng hoàng cho nó sang, chỉ có nó con chim công. Xin lỗi các bạn nha, đây là phượng hoàng và công chúa phượng hoàng. Rồi, đó là phần áo ở trên. Rồi bây giờ ở phía dưới thì chúng ta cũng sẽ làm cái phần lông của phượng hoàng. Đó, nó tu xuống như thế này. Đó, và mình vẽ thêm một cái cách khác nha các bạn. Cách này thì nó sẽ dễ hơn nè. À, nó sẽ dễ hơn, chỉ cần chia đều những cái cánh hoa, mình gọi là cánh hoa đó. Thì rồi sau đó mình vẽ thêm những cái phần đuôi cong ở trong là ok nha. Còn này thì giống như phần tóc nè, đó tóc thắt bính xuống, sau đó tròn ra thì thành cái đuôi cong. Ok, dễ đúng không? Đó, vẽ với chị là chị hướng dẫn từng chút luôn. Tiếp theo sẽ là một cái vương miện nữa nha. À, bữa hôm nay rất là đặc biệt luôn, mỗi một bộ đồ sẽ có một cái vương miện. Đó, và đây là vương miện của phần chim công nè. Này giống như là đi trải hội Halloween hoặc là đi biểu diễn nghệ thuật vậy đó các bạn. Thì nó sẽ có những cái bộ đồ hết sức là đẹp luôn. Nhưng mà thật ra là công chúa chim công là mặc đồ vậy đó các bạn ơi, hết sức là lộng lẫy luôn nha. Ở ngoài mà hả, bạn nào mà thích lộng lẫy á, thì sắm mấy bộ đồ vậy nè, mặc á là bao nổi bật luôn. Rồi, tiếp đến, đố các bạn biết chị đang vẽ cái gì. Aha, hồi đầu video là đã thấy nàng chim phượng hoàng của chúng ta bay đúng không? Và đây là đôi cánh nha. À, đôi cánh phiên bản quần áo là kiểu tay áo. Đó, nhưng mà do là hả cái bà công chúa chim phượng hoàng này là bà có phép thuật cho nên là bà sẽ bay được. Đó, mình cũng sẽ vẽ những cái hoa văn của chim công vô. Nó cũng đơn giản đúng không nè, giống như là cái giọt nước, dễ như giọt nước vậy đó. Sau đó nó có hai giọt nước lồng vô, giọt lớn giọt nhỏ vậy xong. Rồi ở đây thì mình sẽ có phần lông vô rồi đó. Trời ơi, sẹt thêm miếng nữa, nhìn cho nó tự nhiên. Ok la. Ôi trời ơi, mình giỏi quá ta. Tiếp theo sẽ là cây quyền trượng, hay là còn gọi là cây phép thuật của công chúa phượng hoàng. Cũng biểu tượng là cái chim công luôn, cái lông của con công luôn. Đó, như thế này. Rồi, một cái trứng nha. Nhiệm vụ của bạn chim thì phải là đẻ trứng để sanh sôi. Và ngắm lại đi, tất cả đều rất đẹp đúng không? Bây giờ chỉ cần tô màu nữa là xong nha. Phần lông thì ở bên ngoài là chị sẽ tô màu tím, bên trong là màu xanh. Tiếp đến thì sẽ là màu hồng nha. Hồng đậm thì chị sẽ tô ở phần đầu nè. Đó, phần đầu của cái lông con chim công. Và bên trong thì chị sẽ tô là màu hồng nhạt nha. Hoặc là các bạn có thể yêu thích màu xanh lá. Thường thì con chim công nó màu xanh lá đó các bạn. Rồi có con chim công gọi là bạch công á, là chim công màu trắng. Nhưng mà bây giờ mà chẳng lẽ để màu trắng thì nó lại không có đẹp. Nhưng thật sự ở bên ngoài con chim công màu trắng nó đẹp lắm luôn. Chim công màu xanh lá cũng đẹp nữa. Nhưng mà chị lại thích màu hồng. Và chị chưa thấy con chim công màu hồng, cho nên chị sẽ vẽ màu hồng. Đó, rất là xinh. Và đây là bộ đồ bikini của Phượng Hoàng, màu hồng luôn. Rồi vẽ đồ ha, tất cả màu hồng luôn. Tóc á, thì các bạn sẽ không tô hồng hết luôn nha, mà chúng ta sẽ tô những cái chỗ nào giống như là hai cái cọng tóc này và phần bính là hồng đậm. Sau đó mình sẽ viền hết tất cả các nét và mình sẽ lấy bút chì để tô cái phần màu hồng để cho cái thành tóc nó là màu hồng nhạt. Đó, tóc nó hồng nhạt nhạt như thế này thôi.
Ok, cũng khá là xinh. Rồi như mọi khi mình sẽ lấy cái bút màu màu nâu đất nè, nâu cam đó, để mình tô cái phần da nha. Mình sẽ nhấn cái chỗ phần xương và những cái khuỷu tay, khớp tay, khớp chân á, thì mình sẽ tô đậm lên kiểu như là rốn rồi đó. Đó, để nhìn cho nó rất là tự nhiên ha. Sau đó thì đây là cái vương miện chim công, vương miện hồng phượng hoàng. Trời ơi thiệt luôn á, bữa nay chắc phạt chị quá sao mày cứ nói lộn riết à. Nhưng mà phải like cho chị vì cái cặp mắt của con phượng hoàng nó quá đẹp. Rồi mấy cái này thì vàng vàng hết luôn, rất là dễ vẽ nha. À, nhìn á thì nó hơi phức tạp, vẽ thì mình hơi kiểu như cầu tìm chút xíu, nhưng mà tô thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn là sẽ làm được nha. Và bạn và biết sao, thật ra bị mê các bạn, ngồi vẽ một hồi là nó mê là không có biết giờ giấc gì luôn á. Chị là bị vậy luôn á, cho nên là ai cũng kêu sao mà siêng quá ngồi vẽ hoài, nhưng mà thật sự vẽ cái nó bị mê, cho nên là mình cứ vẽ hoài mà không biết mệt luôn á. Đây, khi mà tạo ra được cái tác phẩm đó, mình cảm thấy rất là thích. Nhưng mà nhìn kỹ lại đi, đâu có khó gì đâu, những cái nét vẽ nó rất là dễ luôn, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn là sẽ đẹp nha. Chúc các bạn cũng sẽ vẽ đẹp. Rồi đây chấm chấm thêm là tím tím xanh xanh để cho cái áo nó lung linh lên ha, giống như là có kim cương rồi vậy đó, kiểu vậy đó. Rồi bộ này á thì chị sẽ làm sao xu hướng nó hơi trắng lên một chút xíu, kiểu như xanh mà xanh trắng á, vừa xanh mà vừa trắng, cho nên là chị sẽ tô màu nó nhạt nhạt thôi nha, vừa xanh lá và vừa xanh dương. Chọn những cái màu nhạt thôi cho nó hướng trắng một chút xíu, nhìn cho nó kiểu như là khác nhau á, mỗi bộ khác nhau để cho các bạn so sánh xem là bộ nào sẽ đẹp hơn nha. Rồi như vậy là đã sắp sửa xong một bộ đồ này nữa, chỉ cần tô cái trứng nữa là xong rồi. Tèn tèn tèn, trứng thì cũng sẽ nhiều màu cho nó đẹp nha nha. Quá xinh luôn. Dán băng keo hai mặt rồi dán băng keo trong lên cắt ra. Yeah, trời ơi sau khi cắt xong rồi nè, nó quá sức lung linh. Thiệt sự luôn là chị thấy đây là nàng công chúa mà đầu tiên chị vẽ mà nó lung linh và nó đẹp. Và từ cái người cũng đẹp cho tới bộ đồ này cũng đẹp, mà bộ đồ này cũng đẹp. Rồi đến những cái cánh, những cái vương miện, trời ơi cái gì cũng xinh hết luôn nha. Không tin thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mặc đồ cho nàng công chúa Phượng Hoàng nha. Chúng ta sẽ dẹp ra tất cả luôn và để lại nàng công chúa. Chúng ta sẽ thay đồ từng bộ một. Đây là phần đuôi của công chúa Phượng Hoàng, nó dính liền với lại người luôn nha. Đó, bình thường mà không mặc đồ á là nó cũng có cái đuôi vậy luôn rồi đó các bạn ơi nha, kiểu giống như là hồ ly vậy đó, nhưng mà cái này là phượng hoàng. Và bây giờ nè, đó, đeo lên rồi, ui dữ dằn chưa. Rồi tiếp đến là đeo dây chuyền lên nữa nè mọi người ha, thấy dây chuyền đơn giản như vậy nha, nhưng mà đeo lên nè, hết sảy chưa. Đó rồi, đây là công việc hàng ngày của chim Phượng Hoàng nha, của công chúa Phượng Hoàng. Đó là đẻ trứng và ấp trứng đó mọi người. Đó, đây là trứng thần thánh. Và đây là cái túi thần thánh nữa này nha. Túi thần thánh đựng rất là nhiều bảo bối ở trong đây luôn. Đó, giống như túi Doraemon vậy đó. Cái này á, nó bị cái này che rồi, cho nên là chị sẽ đổi nha. Đổi cái trứng qua bên này đi, nhìn cho nó rõ hơn chứ không có gì hết các bạn. Đó, chứ cầm tay nào cũng được nha, nhưng mà bên này á thì nó sẽ rõ hơn như thế này nè. Đó, và bây giờ xin mời các bạn cùng xem vũ điệu phượng hoàng của mình nha. Tên 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 con công hay yếm mua, nó mua làm sao nó rụt cô vào, nó sẽ cánh ra la 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 la. Nhìn thật là xinh đúng không, xinh quá chứ còn gì nữa. Mới có cái bộ này thôi nha, bây giờ sẽ tới cái bộ thứ hai. Đó, bộ váy này hả, lấp lánh giống như là vàng bạc kim sa vậy đó. Đó, mặc chưa, đó anh kêu ra các bạn đây nha. Thì hả, chúng ta sẽ mặc lên như thế này. Ok, wow, thấy chưa, nó giống như là cái váy hai tầng, ở phía sau thì xòe đuôi nè, phía trước thì là váy giống như là nó body á, ôm theo cơ thể rất là đẹp luôn. Cầm cái túi này cũng rất là hợp, tuy nhiên là sẽ không có đeo cái mão này nha. Đó, cái vương miện này là dành lúc mà để về trong hang động á, ở trong khu vườn chứ không trong khu vườn của chim phượng hoàng thì mới đeo cái vương miện đó. Còn khi mặc bộ đồ này thì sẽ đeo cái vương miện vàng đơn giản này nè. Đó, hồi nãy nhìn chắc là tưởng chiếc giày luôn á, nhưng mà không phải đâu nha, đây là vương miện. Wow, vương miện bằng vàng. Sau đó chúng ta sẽ tháo cái túi này cũng như là cái trứng này nha. Cái khúc này là đi chạy như là đi lễ hội rồi đó, trảy hội rồi đó, là sẽ mặc cái bộ đồ này cho hoành tráng. Nên là chúng ta sẽ mang thêm cái đôi cánh nha. Mỗi một bộ đồ thì sẽ mặc khác nhau. Trời ơi, cái cánh đẹp chưa, thiệt luôn nha. Đó, mình sẽ mang từ ở cái tay xuống như thế này nè các bạn. Wow. Rồi, tiếp theo thì là cái cánh bên đây. Thiệt luôn á nha, bộ này rất là đẹp luôn á bạn ơi. Các bạn lấy giấy tập ra vẽ cùng với chị nha. Wow,
Đúng là con công hay múa, nó múa làm sao, nó rút cô vào, nó xòe cánh ra, nó đố cánh đa, nó kêu bè múa, nó đố cánh múa, nó kêu vịt chè. Ôi ôi, đẹp quá à. Nó đẹp quá cái làm tự nhiên chị muốn hát luôn, mặc dù là chị hát không có hay. Các bạn thông cảm xíu nha. Mà không biết các bạn có thích, có biết cái bài đó không nữa, bài con công hay múa đó. Đây, và đây là cây phép thuật của công chúa Phượng Hoàng. Tên 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 tên. Quá quyền lực và quá oai phong. Trời ơi, tại sao chị lại thiết kế một bộ đồ mà nó đẹp dữ vậy nè trời ơi. Vỗ tay bấm lại liền nha. Trời ơi, xinh xẻo quá nha. Bạn nào muốn mua cái bộ tích cơ này á thì gọi 0937899707 nha. Hoặc là tự làm đi, đó, tự làm giống chị nè. Chị hướng dẫn vẽ rất là chi tiết luôn đó. Rồi, quá đẹp nhưng mà đó hả. Vẫn còn một bộ nữa là bộ này nè. Trời ơi, bộ này và đội cái này lên cũng đẹp lắm luôn á nha. Bây giờ chúng ta sẽ tháo đồ này ra ha. Đó, trời ơi. Công chúa ơi, công chúa. Bữa nay công chúa đẹp quá. Chúc các bạn xem video sẽ cảm thấy đẹp và sẽ cảm thấy vui giống như chị nha. Và chúc các bạn cũng sẽ vẽ được một bộ tích cơ công chúa chim công theo cái hướng dẫn của chị á. Cho nó thật là đẹp luôn. Rồi khoe với các bạn, với ba mẹ là bộ tích cơ mình đã tự tạo ra. Ok, ok, ok. Rất đẹp luôn. Rồi, đó. Mái tóc bữa nay hơi đơn giản lọn lọn nhưng mà lại rất là xinh nha. Rồi chúng ta sẽ thử bộ đồ màu xanh xem sao. Hồi nãy là đồ hồng, đồ vàng, bây giờ sẽ là đồ màu xanh mà nó có tòn ten nữa nè. Rất là xinh luôn. Wow, trời ơi, xuất sắc luôn. Tại sao mày lại đẹp đến như vậy hả? Đúng là Phượng Hoàng nó vẽ như thế nào thì cũng là Phượng Hoàng, cũng sẽ rất là xinh đẹp luôn các bạn. Đó, đeo cái mũ Phượng Hoàng này lên. Trời ơi, bộ này thì đi đâu được đây các bạn ơi. Hồi ơi, chị tính là bộ này là chỉ đi dạo phố thôi, nhưng mà thật sự nó cũng hết sức là lộng lẫy, hết sảy con và bảy luôn nha. Đó, đi chơi đi chơi. Chơi đi chơi nào các bạn ơi, cùng đi chơi nhé, cùng đi chơi nào. Xinh quá xinh quá. Rồi nha, đeo cái này cũng được nè, đeo cái túi này cũng rất là hợp nè, cầm cái trứng này cũng rất là xinh. Nhưng bây giờ chị lại muốn thử nha, chị muốn thử mang cái cánh vô cho cái bộ này xem nó có xinh hay không. Đó, thì chúng ta sẽ thử mang cái cánh vô. Trời ơi, vẫn hợp luôn nha, tại vì cái phần này nè, nó vẫn hợp luôn. Wow, đồ cánh này rất là xịn luôn. Nè, quá đẹp luôn. Thích quá, thích quá. Nhưng mà video thì cũng phải kết thúc thôi đúng không nào. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Đừng quên cho chị một like và đăng ký thành viên kênh để chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những nàng công chúa tiếp theo. Đó, những nàng công chúa siêu xinh đẹp mà chúng ta thiết kế ra ha. Đó, và trong 3 bộ đồ thì các bạn thích bộ đồ nào nhất nha? Bộ đồ vàng, bộ đồ xanh hay là bộ đồ ở bên trong? Đó, comment liền đi. Chúc các bạn vui khi xem video. Bye bye.